Vỗ tay đi, đứng vỗ tay này, đứng vỗ tay bà coi nè. Rồi, vỗ tay đây. Vỗ tay rất rét đi. Vỗ tay. Rồi, vỗ tay biết biết. Để chờ ăn tiếp. Mấy thơ bị gió đầu cái biết. Bà bị sát đi. Bà bị sát đu 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 đu. Bà bị sát đu 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 đu. Rồi, con cò bé bé này. Con cò bé bé nó đầu cành tre đi không hỏi mẹ biết đi đường nào. Vỗ tay, vỗ tay không? Khi đi em hỏi, khi về em chào, mình em chấm chim mẹ có yêu không nào. Quá giỏi, đứng lên cạnh nó nè. Đứng lên. Đứng đàng hoàng nha. Thấy chưa? Rồi đứng lên. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. 1, 2, 3 dừng hít thở, hít thở, hít thở. Đứng lên lại, đứng lên lại, đứng lên lại. Đứng lên lại. 1, tay giơ cao lên trời. 2, tay băng ngang bờ vai. 3, tay song song trước mặt. 4, buông cả hai tay. 1, 2, 3 dừng hít thở, hít thở, hít thở. Nè nè, tập thể dục lên nè. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. 1, 2, 3 hít thở, hít thở, sao kê. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. 1, 2, 3 dừng hít thở, hít thở, hít thở. 1, tay giơ cao lên trời. Đứng đây, tay giơ cao lên trời, sao đâu. Tay giơ cao lên trời. Tay giơ cao lên trời ra. Tay lên, dở lên. Ừ, tay song song trước mặt. Tay dang ngang bờ vai mà. Ừ, tay dang ngang bờ vai. Dang nha. Dang nha gì nè. Dang nha nè. Ừ, vậy đó. Bờ, giờ con co đó, con ca đi. Con cò bé bé nó đầu cành tre. Đi không hỏi mẹ biết đi đường nào. Đó, đúng rồi.